Alo ạ. Bạn có thể trình bày câu hỏi của mình đi. Vâng, chị cho em hỏi thì em cứ một tháng tinh dục tầm 5 lần có ảnh hưởng gì không ạ chị? À, vâng, câu hỏi của bạn thì chị Hoàng Thúy Hải, bác sĩ của chương trình sẽ tư vấn nhé. Vâng. Ừ, chị chào em. Vâng, chào chị ạ. Năm nay bao nhiêu tuổi rồi em? Năm em 27 ạ. 27 hả? Ừ. Vâng. Em đang làm nghề gì liên quan đến tàu thuyền à? Chị thấy nghe em như không, có tiếng em tàu. Chạy xe mà. À, chạy xe á hả? Ờ, chạy xe gì em? Chạy xây dựng ạ. À, xây dựng. Ừ. Em lái xe tải á hả? Rồi, Chở vật vâng. liệu xây dựng á hả? Vâng. Ờ, em có gia đình chưa? Em có rồi ạ. Ừ. Ừ, em muốn hỏi chị về cái chuyện quan hệ tình dục với vợ à? Hay với bạn khác ngoài vợ? Quan thực dục mới vợ mà. À, mới vợ. Vâng. Ừ, thế em hàng ngày có về nhà sống bình thường không hay là em cứ đi một vài ngày em mới về nhà? Có, em ngày nào em làm ngay nhà mà, À, em làm ngay ở tối nào cũng nhà. về mà. Ừ, tối nào cũng về, tức là cuộc sống rất là ổn định đúng không? Vâng. Ừ. Vâng. Thế một tuần quan hệ với vợ một lần à? Không, tháng 5 lần. Ừ, một tháng 5 lần. Ừ, em lo điều gì vậy? Em sợ mấy cái có ảnh hưởng gì không ạ? Ảnh hưởng cái gì em? Ảnh hưởng mình ấy. Ảnh hưởng em á hả? Vâng. Thế theo em thì như thế là nhiều hay là ít? Em thấy nhiều, thấy vợ bảo hôm nay mấy cái tầm 40 tuổi là nó đấy mà. Nó ấy là nó gì? Nó bị thấy bảo không nên được, không bị sinh được ấy. À, là sao là sao? Tức là nếu mà bây giờ vợ bảo là nếu mà quan hệ nhiều như vậy thì sau này mình sẽ già sớm á hả? Xong mình suy Vâng. nhược rồi mình không quan hệ được nữa 40 tuổi ấy gì? Vâng. Ờ, thế là bây giờ mình rất lo đúng không? Vâng. Ờ. Ừ, vợ em bao nhiêu tuổi? Vợ em bằng tuổi. À, cũng bằng tuổi. Hai em được mấy cháu rồi? Em một cháu ạ. Mới được một cháu hả? Ừ, có Vâng. ý định đẻ cháu nữa không? Dạ, mới được có một tuổi ạ. À, nó mới được có một tuổi à? Vâng. Ừ, đấy. Thế là vợ bảo rằng là ấy như thế là nhiều quá, sau này là sẽ già sớm đúng không? Thế là mình lo lắm. Ừ. Ảnh hưởng Ừ, sức khỏe em tốt không? Có vấn đề gì không? không, thấy cứ tầm 2-3 ngày lại cứ thích em cười ạ. Ừ. Em hoàn toàn bình thường mà. Vâng. Em hoàn toàn bình thường nhá. Ừ. Ừ, kể cả về tần suất này, kể cả về sức khỏe, không có vấn đề gì mà em phải lo cả nhá. Cái chuyện mà mình quan hệ bao nhiêu lần trong một tuần rồi bao nhiêu lần trong một tháng, nó hoàn toàn phụ thuộc vào sức khỏe của mình. Nếu như mà sau mỗi một lần quan hệ tình dục mà mình cảm thấy thoải mái, vui vẻ, sức khỏe mình không có vấn đề gì, mình vẫn làm việc tốt, mình vẫn kiếm tiền được tốt, nuôi vợ nuôi con tốt, thế là mình yên tâm rồi. Còn ví dụ sau mỗi lần quan hệ tình dục mà mình thấy mệt lắm, thấy coi như là chân thì long lở ra, rồi đầu gối thì run, người thì cứ bải hoải ra ngủ gà ngủ gật, không muốn làm việc gì cả, Đây em quan thì hệ em cứ tầm sáng đi làm nó cứ thấy mệt mỏi ấy. nếu mà em quan hệ vào cái thời điểm mà gần sáng quá ấy, tức Không, là tầm 9-10 giờ chị ạ. thì em có thể phải điều chỉnh lại, chứ còn hiện nay nếu em hỏi tôi về tần suất thì như thế là bình thường, em 27 tuổi chuyện đấy là bình thường. Chỉ có điều thế này, thứ nhất là vợ thì vẫn đang nuôi con nhỏ ấy, vì con mới được có 1 tuổi thì mình vẫn phải áp dụng biện pháp tránh thai cho vợ để mà không chưa có thai ngoài ý muốn, không có con lớn mà nó bé quá. Bây giờ mình lại có bầu ngay thì sẽ nuôi sẽ rất là vất vả. Cái thứ hai nữa là chất lượng của mỗi cuộc quan hệ tình dục thì nó phải là sự cảm nhận của cả hai vợ chồng, tức là cả vợ cũng phải phải thấy thoải mái và vợ của chồng cũng phải thấy thoải mái thì cái chất lượng quan hệ tình dục nó mới tốt. Thế cho nên là đây là cái vấn đề mà nó không phải một sớm một chiều mà mình phải phải lựa nhau, phải hiểu nhau và mình phải cùng hợp tác với nhau thì nó mới 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 tốt được. Hãy hãy lắng nghe thật kỹ xem là thứ nhất là như em nói, tức là về mặt sức khỏe, nếu như sau mỗi lần quan hệ tình dục em thấy rất là mệt, hôm sau em lái xe em không muốn lái xe rồi em lại cảm thấy rất là buồn ngủ, thì phải chăng có thể là cái sức khỏe của em nó không tốt, hoặc là cái em bị quá sức khi mà em quan hệ tình dục như vậy thì mình cần phải điều chỉnh lại nhé. Cái thứ hai nữa là phù hợp với vợ hiện nay,
khi người phụ nữ, người ta đặc biệt là người phụ nữ người ta đang nuôi con nhỏ, người ta có rất nhiều vấn đề cần phải quan tâm, ví dụ như là cho con ăn đêm như thế nào, rồi con thức ra làm sao, con ốm con đau, nuôi con trông con, tức là rất nhiều các cái yếu tố khác nó ảnh hưởng tới tâm lý của một người phụ nữ, đặc biệt là người phụ nữ khi mà người ta đang trong giai đoạn nuôi con. Thế thì mình phải hiểu và mình phải giúp đỡ người ta, đại loại như là hai hai người cùng phải 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 rất thoải mái trong chuyện đấy. Chứ còn nếu mình chỉ thỏa mãn cái nhu cầu của mình thôi, mình không quan tâm tới cảm xúc của vợ, thì có thể là vợ nói với em như vậy là vì vợ không thoải mái, và đấy là một lời cảnh báo để cho em phải phải hỏi chúng tôi. Chứ còn thực ra là với một cái người ở độ tuổi như em thì chuyện đấy nó cũng không phải có gì là quá nhá. Vâng, cảm ơn những lời tư vấn của bác sĩ Hoàng Thúy Hải. Vâng, cảm ơn bạn đã gọi điện đến chương trình. Chúc cho bạn sẽ có một sức khỏe thật là tốt.